Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Món ăn mỗi ngày. Ở quanh ta có rất nhiều món ăn như là mì ý này, bánh cốm này, pizza này, trà sữa này. Mình thì mình thích nhất là trà sữa vì nó giúp mình mát mẻ. Thế còn các bạn thì sao? Hãy kể cho mình nghe nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.